Vườn Địa Đàng nơi hạ giới hay là đảo Thiên Đường trên mặt đất là những danh xưng mà người ta thường nhắc đến khi nói về nơi này. Một hòn đảo với không khí sạch đến mức có thể đóng hộp đem bán và là nguồn cung cấp sữa bò yêu thích của người Việt Nam. Không chỉ vậy, khi đặt chân đến đây, bạn sẽ được đắm mình vào vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, hít thở làn không khí trong lành nhất thế giới, hay đứng trên đỉnh Wellington, phóng tầm mắt ra để chiêm ngưỡng thành phố Hobart ẩn hiện giữa những tầng mây. Đó chính là Tasmania, một hòn đảo nằm ở phía nam nước Úc. Ngoài những cảnh sắc tuyệt mỹ đã làm say đắm biết bao nhiêu du khách, Tasmania còn cất giữ những bí mật kỳ diệu mà ít người biết đến. Bạn có tò mò những điều bí ẩn ấy là gì hay không? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong video đặc biệt ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Tasmania là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới và cùng với khoảng 334 hòn đảo nhỏ xung quanh tạo nên bang Tasmania Úc, nằm cách khoảng 240 km về phía nam của lục địa Úc. Tasmania được ngăn cách bởi eo biển Bass rộng lớn, tạo nên một vùng đất biệt lập với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Với diện tích 68.401 km2, trong đó đảo chính chiếm 64.519 km2. Tasmania tự hào là nơi duy nhất trên thế giới mà 42% diện tích của nó được ghi danh vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới của UNESCO. Điều này không chỉ phản ánh giá trị to lớn của Tasmania về mặt tự nhiên mà còn là minh chứng cho sự phong phú và đa dạng sinh học của hòn đảo này. Đặc biệt hơn cả là Tasmania đã chinh phục 7 trong 10 tiêu chí nghiêm ngặt của UNESCO, biến hòn đảo này thành một trong những kho báu thiên nhiên quý giá và độc nhất vô nhị trên hành tinh. Tasmania có một khí hậu ôn hòa, mát với 4 mùa riêng biệt. Điều này đã khiến cho hòn đảo luôn có những vẻ đẹp khác biệt tại các thời điểm trong năm. Khi bước chân đến Tasmania, bạn sẽ ngay lập tức bị lôi cuốn bởi hàng loạt điểm đến hấp dẫn. Mỗi nơi lại sở hữu một vẻ đẹp độc đáo và đầy lôi cuốn. Hành trình khám phá của bạn có thể khởi đầu bằng việc trải nghiệm đường mòn Three Caps, nơi bạn sẽ tận mắt chứng kiến những vách đá sừng sững vươn ra biển và cảnh sắc đại dương xanh biếc kéo dài đến tận chân trời. Nếu muốn được ngắm thành phố Hobart mờ ảo trong mây, bạn có thể leo lên đỉnh Wellington. Còn nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên, thì vườn quốc gia Mount Field và vườn quốc gia Tasman chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời với những thác nước kỳ vĩ, khu rừng nguyên sinh rộng lớn và nhiều loài động thực vật kỳ lạ. Tasmania cũng chính là điểm đến lý tưởng với người đam mê thiên văn học. Giữa bối cảnh ô nhiễm ánh sáng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, bầu trời đêm tại Tasmania như một cỗ máy thời gian, đưa bạn trở lại những thế kỷ xa xưa, khi màn đêm còn nguyên vẹn, một màu đen huyền bí. Khi bạn tiến xa hơn về phía nam của hòn đảo, bầu trời dần hé lộ một thế giới đầy sao, và trước mắt bạn sẽ hiện ra khung cảnh tráng lệ của dải ngân hà rực rỡ, khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ. Không dừng lại ở đây, Tasmania còn là một trong số ít những nơi trên thế giới mà bạn có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng tự nhiên, hiếm hoi và khó nắm bắt của cực quang Australis, hay còn được biết đến với tên gọi là cực quang phương Nam. Dưới bầu trời đêm trong trẻo, những dải ánh sáng màu xanh, tím và hồng nhảy múa trên nền trời, tạo nên một cảnh tượng siêu thực, đầy mê hoặc, không có từ ngữ nào có thể lột tả hết. Không những không bị ô nhiễm ánh sáng, Tasmania còn được biết đến là một nơi có không khí sạch nhất thế giới. Cụ thể, theo kết quả khảo sát chất lượng không khí của IQAir tại trạm ô nhiễm không khí Cape Grim, được thực hiện bởi Cục Khí tượng Australia và Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng Trung. Trong số 24 điểm, chỉ có số ô nhiễm thấp nhất ở Australia, có tới 23 điểm tại Tasmania. Điều này cho thấy chất lượng không khí ở đây vô cùng tinh khiết và gần như không bị ô nhiễm. Chất lượng không khí và nước mưa tại Tasmania sạch đến mức đáng kinh ngạc, đến nỗi chúng được đóng chai và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, được Bộ Y tế của Tasmania và nhiều quốc gia khác công nhận. Không ô nhiễm ánh sáng và không khí, chất lượng nước cũng được đảm bảo. Vậy nên không khó để Tasmania trở thành một vùng có nền nông nghiệp vững chãi và phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, với vị trí biệt lập độc đáo của hòn đảo này đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập của sâu bệnh, dịch bệnh và các loài cỏ dại thường lan truyền từ lục địa. Nhờ sự tách biệt tự nhiên với đất liền, Tasmania duy trì một hệ sinh thái lành mạnh, cân bằng,
không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại lai gây hại. Khắp hòn đảo, bạn sẽ bắt gặp những vườn táo, vườn nho trĩu quả, nơi mà mỗi trái cây đều thấm đẫm hương vị tự nhiên từ đất trời trong lành. Những cánh đồng hoa bạt ngàn, rộng hàng chục hecta, trải dài khắp các thung lũng và đồi núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Không chỉ vậy, những đồng cỏ xanh mướt trải dài miên man đến tận chân trời là biểu tượng cho sự phì nhiêu và trù phú của đất đai Tasmania. Tất cả những yếu tố này hòa quyện lại tạo nên một vườn địa đàng giữa chốn nhân gian. Theo chuyên gia môi trường Kevin Mark, người có nhiều năm nghiên cứu về hệ sinh thái, khí hậu và thổ nhưỡng tại nhiều quốc gia cho biết: "Tôi chắc chắn rằng những ai yêu thiên nhiên đều khó lòng bỏ qua Tasmania vì vùng đất này còn giữ được trọn vẹn điều kiện sống nguyên sơ. Những loài cây cổ đại cao nhất cuối cùng của trái đất đã được tìm thấy ở đây. Những loài động vật hoang dã đã tồn tại hàng ngàn năm trên trái đất và sắp bị tuyệt chủng cũng chỉ có thể sinh sôi phát triển được ở đây." Như vậy có thể thấy được hệ sinh thái của Tasmania đặc biệt như thế nào. Ngoài ra, Tasmania còn được biết đến với những trang trại bò sữa rộng lớn. Nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, nguồn nước trong lành và đồng cỏ xanh mướt, những chỗ bò sữa tại đây được nuôi dưỡng trong môi trường lý tưởng, tạo ra những dòng sữa tinh khiết và chất lượng vượt trội mà khó nơi nào có thể sánh được. Theo thống kê thì sản lượng sữa tại Tasmania đạt hơn 1 tỷ lít sữa mỗi năm. Các sản phẩm chế biến từ sữa như là phô mai, bơ và sữa chua cũng được sản xuất ra thị trường quốc tế và được đánh giá rất cao về mặt chất lượng. Đặc biệt, Vita Dairy, một trong những ngành công nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam với tầm nhìn phát triển nguồn nhiên liệu sạch theo tiêu chí, sạch từ không khí, đất, nước, những giọt sữa tinh khiết nhất phải đến từ vùng đất tinh khiết nhất, đã quyết định chọn Tasmania làm trang trại bò sữa bởi những yếu tố mà nó mang lại. Điều này không chỉ khẳng định được chiến lược sáng suốt của doanh nghiệp Việt mà còn mang đến sự an tâm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm này. Sẽ không ai có thể từ chối một ly sữa mát lành, đầy chất dinh dưỡng đến từ vùng đất tinh khiết nhất thế giới. Ẩm thực của Tasmania cũng là thứ gây ấn tượng đối với du khách mỗi khi đến đây. Những món ăn hải sản đậm vị, tươi mới được đánh bắt mỗi ngày, sẵn sàng chiều lòng những vị khách khó tính nhất. Nơi đây còn nổi tiếng với món thịt cừu được cho là ngon nhất thế giới. Những chú cừu ở đây nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên tuyệt vời, chăn thả tự do trên những đồng cỏ bát ngát. Chúng được ăn cỏ tươi, ngũ cốc và thảo mộc, tạo nên hương vị thịt cừu đặc trưng, thơm ngon và mềm mại. Không chỉ nổi tiếng với thịt cừu, Tasmania còn là thủ phủ của bia thủ công, nơi những nhà sản xuất địa phương tạo ra vô số loại bia độc đáo và hào hạng. Bia thủ công của Tasmania mang trong mình hương vị riêng biệt, phản ánh sự sáng tạo và tay nghề của những người thợ làm bia địa phương, làm say lòng những ai yêu thích nghệ thuật ẩm thực. Ngoài ra, rượu vang Tasmania cũng nằm trong số những loại rượu hảo hạng nhất thế giới, với hơn 30 nhà máy rượu trên đảo. Tasmania tự hào sản xuất nhiều loại rượu vang tuyệt vời như là Riesling, là Chardonnay, Pinot Noir hay là Champagne. Những chai rượu vang này không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu ra toàn cầu, khẳng định đẳng cấp của Tasmania như một điểm đến lý tưởng cho những tín đồ ẩm thực và rượu vang. Có thể thấy rằng Tasmania là một địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ dưỡng khi nó đáp ứng được rất nhiều yếu tố như cảnh đẹp, không khí trong lành, món ăn ngon. Bạn có muốn trải nghiệm một lần đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp và trong lành nhất thế giới này không? Hay bạn biết thêm thông tin thú vị nào liên quan thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. À mà trước khi rời đi, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha.